Chào cả nhà nha. Thì hôm nay Tâm đang có mặt ở đây là thuộc rừng sát Cần Giờ nè cả nhà. Bây giờ hồi nãy từ nãy tới giờ là mấy anh em tranh thủ di chuyển vô trong rừng á. Bây giờ trời cũng nắng quá, tâm ra là mình tranh thủ mình di chuyển cho nó mát á cả nhà. Nay đi dưới Tâm là có anh Sinh nữa nè. Chào cả nhà. Em Hạnh. Chào mọi người. Nãy không chịu mưa lấy đồ dớ mang vô. Loại kiểu này hồi bay mấy cái mài mấy con ghẻ hết. Bay lúc mà lạnh lại rồi đó. Ba anh em hôm nay là trải nghiệm săn bắt ở trong rừng sát cả nhà ơi. Thì cái hôm nay Tâm chủ yếu là Tâm đi kiếm dợm. Thì lại xem mình xem coi trong này có cua mới cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng trải nghiệm với Tâm nha. Lên chưa? Ủa mà khía này bự. Bự lắm hả? Bự. Đó. To. Đây thả nó đây. Thả nó đây. Được một con rồi, sản phẩm đầu tiên. Ui ui càng nó kìa. Ui. To ghê nè cả nhà. Con này chút nữa nướng. Có hàng rồi. Chưa có cua mà có bà khía rồi. Nè anh. Tâm phát hiện đây có một hàng của con chim chép này cả nhà, con ốc này ngon lắm. Không biết bắt nó được không đây. Chép này thịt nó dữ lắm. Mà điều hang nó nằm sâu lắm đó nha. Mấy đợt trước Tâm đi Phước An á, Tâm bắt con này. Ôi ăn ghiền luôn. Lâu lắm rồi không có xuống Phước An. Rồi đụng nữa nè. Đây. Ú con này bự á. Nó nằm sâu. Đụng nó anh ơi. Đụng rồi nè. Nó được không? Được chứ. Nó chạy ra vô. Ê. À. Con bự nằm sâu á. Nó là con ốc. Nè. À anh biết. Đó. Nè, anh rửa nó coi nó đẹp lắm. Đẹp lắm. Ai. Ủa cái này mà nướng á. Ngon lắm nha. Anh bắt được con ba khía to nữa nè. Đâu. Ê nó cắn anh á. Rửa nó. Nó đẹp. À. Trời ơi nó đỏ kìa. Đây cả nhà. Này mấy anh em trải nghiệm bắt ba khía. Em anh. Em sao rồi? Tình hình em sao rồi? Ổn anh ơi. Ổn phải không? Chưa sức mày vậy. Chưa sức mày phải không? Ok. Chưa sức mày. Anh em đi kiếm mới chim chép nha anh. Ok, thì mình đi về đây. Ồ, đây em phát hiện có con ốc kìa nè anh ơi. Ba con chỗ, bốn con luôn nè anh. Ốc len hả? Không phải. Ốc này em không biết. À, nè. Ốc đá. Nè, đây con nè. Đây gọi là ốc đá. Đây con nè. Bắt cái con ốc to đi. Ồ, nè. Có gì mình lột mình nướng nó luôn. Ốc đá hả? Đã kêu bằng nghe mọi người đã kêu bằng ốc đá, không biết nó có tên gì khác không anh cũng không biết. Bắt luôn phải không? Bắt luôn. Để anh trẻ cho em trái ha. Ui. Trời ơi cá ngon ghê luôn. Ăn đi em. Ôi. Nè trái này bự nè ha. Ăn nước anh Sinh ơi. Ăn vừa nước nè. Ôi rớt rồi. Ôi chưa. Này nó mới đông cái à. Mới đông cái kìa nha. Mời mọi người nha. Này lấy cái tay ủi lên rồi nè anh. Trời ngon vừa ăn luôn anh. Ừ. À. Ừ. Đã thiệt. Hai miếng lận rớt hết miếng à. Vừa nước ngon lắm nè anh ơi. Để em chẻ ra. Nè anh. Lấy con tài ủi lên. lấy con tài cái ủi lên ăn. Đã thiệt. Quá đã. Nè anh. Em chẻ ra cho anh nè. Ngọt trò hãy luôn. Rồi ok. Lấy cái tài ủi lên. Lấy con tài ủi lên ăn nè. Đó anh ủi lên cái lên nè. Ngon.
Vừa còn ha đúng không? Mát lắm cả nhà ơi. Ơi bà này. Bà này thơm giờ. Em Hạnh bữa nay lội luôn. Ơi, phát hiện con ốc Hạnh ơi. Anh xin đâu. Gặp con ốc to lắm cả nhà. Đó, nó bu đó kìa. Em bắt ra đi. Ừ, em lên lụm. Ui. Đây. Anh bạn ốc. Ôi ôi cái lử nữa kìa. Ủa, nó hột vô nó ăn cái cây gì trong á. Ờ, nè anh. To lắm. Mấy anh em đi thu hoạch đi. Đúng rồi, đi ra. Đi gặp xong. Ủa, cái cây này ốc bám dưới anh. Ôi, nó xịt nước ra nè. Gỡ nó cái nó xịt nước ra. Ờ, kìa, nó nói nữa kìa anh. Con ốc này ốc đá hả? Ăn được không? Con ốc này em chưa biết, cái máy nó lạ quá. Ê lạ quá anh được. Anh ăn trước đi. Anh thử động. Chỗ này là chỗ nào cũng nổi hết anh. Ôi qua đây sâu quá anh, qua đây mất hầu á. Chúng thấy bằng ở đâu, thấy bằng trời chiều nó ăn chua anh. Anh em vượt sông xa quá luôn cả giờ, bơi qua sông không hở hở le lưỡi luôn. Đi tới bờ. Ô tầm phát hiện đây có con hào này cả nhà. Rồi rớt rồi. Đâu rồi? Rớt đâu rồi? Mò không được ta. Đây. Một con hào. Con này nhỏ. Một chú hào tự nhiên. Đó có mấy con nữa hả? Ờ, đây có. Em mới bắt được con nè. Bỏ vô luôn. Này chứ chiều nướng ăn ngon lắm. Ồ, con này bự á. Con này to nè, nó có mấy con. Giống hai con, ba con vô chỗ hả? Ủa, nhánh này gãy rồi. À, một rồi. Ôi ôi. Cái này ở nè cả nhà. Hào bữa nó ở lần nè. Này ba bốn con á anh ơi. Bốn con luôn á. Con bự nằm trên nè, rồi con bự nằm dưới, rồi hai ba con xung quanh nè. Quyền cục hào luôn. Ờ, nhìn nó như cái con gì luôn nè anh. Nãy cây ra, bỏ. Đó. Ồ nè. Một con nè anh, hai con nè. Con này ba con nè, con bự dưới đây nữa, bốn con nữa. Thêm mấy con ấy xung quanh nữa. Thu hoạch hào. Đây, anh em đi kiếm hào nữa. Nó bám này nè cả nhà. Đó, đây nè. Nó núp anh á, nó bên đây nè. Nghe nhanh dưới nhàn chụp hai tay nó luôn. Hốt nó, để nó nhảy. Hốt. Ơi. Ơi, ơi đây nè. Ơi, ơi. Rồi. Ô, nó chạy rồi. Nó tung xuống. Ừ, em chụp không được. Nè, em lên vào đây. Trái không biết trái gì luôn cả nhà. Nè. Ờ nó bự ghê ta. Ừ. Có mùi. Trái này muốn chín rồi nè, trái này ăn được không anh? Cái lá đó nè giống trái cóc. Em bẻ trái xuống nha. Ồ đã ghê nè cả nhà. Biết ăn được không? Ý da. Trời ơi chạy đâu rồi? Cái khô quên nấp dưới cây nhờ à. Bên em vô đang ngồi câu cả nha.
nãy giờ lay quay làm được tối rồi nè. Đang ngồi câu ở trên bè. Tốt rồi. Có mấy con bự đã lắm luôn. Này là cá út. Đại nó rậm này. Đây là bè của người ta nuôi cá nè. Mình lên cái mình câu dọc dọc này. Bự không? Bự. Bự chắc luôn. Quăng cần lôi ra. Phơi. Con này được á. Vô. Đã ta. Úc. Chào cả nhà. Ngon nha anh. To chưa? Ủa, nó còn chua anh ơi. Quá ngon. Những người. Đã không Hạnh? Ai kéo cái túi gì mà Hạnh? Cá đẹp ghê cả nha. Xử lý cái ngành nó luôn ha. Cái út này nấu chua với kho hết bài luôn. Em xử từ. Rồi nè, đó xử nó luôn. Chắc nha. Ừ. Anh xin bên này hên ta. Nãy giờ làm lia lịa ha. Bên đó có mấy anh em câu giờ chuẩn bị rút về á cả nhà. Mình Tâm với anh xin với em Hạnh là sáng đêm luôn. Dạ luôn. Đó. Quá đã. À, giờ chiều tối bắt đầu nước có lớn anh. Ừ. Cái này mình đổ vô rừng rồi ha. Đúng rồi, vô rừng mình thăm lại mấy cái cần câu cắm của mình á. Câu cắm với mấy cái bẫy của mình. Trời ơi, đẩy vô trong cái cây. cái này sao rồi? Cái đó sảy rồi. Sảy rồi. Thấy ăn hai cây liên tiếp rồi. Giật không kịp. Đến nguyên cái cây. Này là đại hội cá út luôn anh ơi. Họ nuốt rồi thôi. Con này nuốt lưỡi. Con này nuốt lưỡi rồi. Nuốt lưỡi. Dính cái cây nó nuốt lưỡi. Này vàng quá ha. À. Nó vàng. Được không? Đây em gửi cho. Để em gửi. Em lấy cái túi. Bên đây chưa có triển vọng ha anh. Nó ăn dạt bên này không nè em. Từ từ để anh bẻ gai nó cái. Này mấy ký vậy anh? Ừ, này nhiều quá. Chắc 4 ký gì rồi á. 4 ký có. Ừ, phải 4 ký hơn rồi. Mấy chiếc tàu chài quậy mất kèn lớn ha. Ừ. Con nãy vàng nè, vàng mấy con nãy. Ồ, nhiều lắm luôn. Thấy ham kìa. Nãy giờ tao cũng làm được mớ. Mà anh làm chắc cũng khá. Để em ngồi câu gà gà chổng. Này cảnh chiều đẹp quá ha. Đúng rồi. Mát ghê. Nhìn nó na ná như một cá chốt vậy đúng không? Nè. Cũng kêu ẹt. Nó cũng ghen ẹt giống như cái chốt vậy nè. Nè, gỡ em đọc quá mạnh. Cá nước mặn. Các bạn đem ngồi lo nói chuyện vui cá kéo nào cũng hay luôn. Xử lý ngạnh luôn nha em. Dụng câu cá út á là mồi cá nè cả nhà. Đó, mồi cá mồi á. Này mình cắt ra vậy nè, cái móc vô câu. Cá út nó mười lắm. Còn cá nâu á, câu tép. Đưa anh cái kéo. Đây. Anh sẽ khai thu hoạch một món đặc sản cho màn hang. Tao này là hơi bị vip nha Hạnh. Đây cả nhà. Cả nhà nhìn thấy không? Đó. Con hào á cả nhà, con hào nó mở miệng á. Chỉ cần Tâm đụng vô là nó ngậm lên nè. Đó, nó ngậm lại nè, thấy không? Đó, Tâm thu hoạch nó. Đây nè, đó, nó đây nè anh ơi. Đây nè em. Thấy không? Đó,
con này cũng bự lắm á nha anh. Cứng dữ kìa. Ôi, nó lọt ra anh ơi. Nó lọt ra. Ờ, nó lọt ra. Đây. Ui. Trời ơi, đã không nè. Quá hấp dẫn con hào luôn cả nhà, thịt không. Tạm đi à, kiếm thêm vài con nữa anh Sinh. Kiếm thêm vài con nữa, này à, vô rồi đơn giản rồi, nấu mì ăn cũng ngon nữa. Cả nhà có thể nhìn thấy không đó. Nè, nó hẻ miệng ra, nó bám như kiểu cái miệng của cái thùng ở đây con đó nè. Bây giờ hai con nào bự ra, để tâm nhìn coi. Con bên này bự nè. Rồi, xong. Nó hẻ cái miệng á, cái tâm canh ngay cái miệng đó, tâm chọt vô. Ra nguyên con luôn. Ôi. Trời ơi, anh ra nguyên con luôn nè. Hấp dẫn ghê cả nha. Bé nào bé nấy mập út nút luôn nè anh ơi. Wow, ngon quá vậy. Dạ. Cảm ơn em đi vòng vòng thu hoạch nữa. Tầm mới thu hoạch xong nè cả nhà, đang bắt ngon, trời mưa tới nè. Ui ui, hào nào cũng nấy ốc nóc 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 không rồi. Hấp dẫn ghê. Mấy con ta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 con. Hấp dẫn lắm. Ôi, chút xíu nữa bớt mưa ra thu hoạch nữa nè. Nó bám vòng trong mấy cái cam nhựa này nè cả nhà. Chỗ này là của anh Tâm, thì anh Tâm cho câu á. Anh Tâm là chủ của bè ở đây á, anh Tâm cho câu. Thì như Tâm với lại anh Sinh với em Hạnh là câu ở ngoài cái rìa đó đó. Còn trong này á, là chỗ của anh Tâm nuôi cá. Đây. Ồ, sao rồi anh ơi. Nè, anh tắt bếp giùm anh nha. Ồ. Ồ, nó đầy nắp lên luôn rồi nè. Làm 3 ly mì hào. Em mít nước. Em mít nước phải không? Ừ. Xét quá. Được rồi. Rồi, đổ nước luôn. Đã không? Mày anh ơi. Xin mời. Mày đi em Hạnh ơi. Giờ này bắt đầu ăn ly mì xong rồi, hồi nữa chuẩn bị cơm. Cái tối mấy anh em đi vô rừng soi á cả nhà. Này đúng là mì hào nè. Mời cả nhà nha. Ngọt. Ngon thiệt anh. Hào mới bắt luôn. Quá hào thiên nhiên mà. Ông nằm thử con rồi anh.
đâu rồi? Đó, con nó chìm dưới rồi. Ủa? Anh cũng vậy nè, anh tròn 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 với nó chìm dưới rồi. Để em thấy nè. Béo lắm. Thử đây. Mời mọi người nha. Mời nó to chưa nè. Ừ, béo. Ngọt. To. Ly mì chất lượng thiệt. Bớt mưa anh. Bắt đầu mấy anh em làm cơm tối cho nha. Đây là cái phần sản phẩm săn bắt hồi chiều nè. Đây là ba khía tươi. Chiều bắt được mấy con. Nãy giờ mình nấu canh chua. Canh chua ha. Vâng, nấu canh chua với bằng. Cá út. Út này nấu canh chua với trái bằng. Em thì mới nói chung là mới biết loại cá út này luôn á. Ừ. Cái loại này thì nó lớn hết cỡ nào anh? Này cái loại cá trắng này lớn hết cỡ chắc khoảng hơn nửa ký. Hơn nửa ký không? À, hơn nửa ký một con. Ờ, để chiên sơ bắt đầu nấu canh chua. À. Em Hạnh thì đang nấu cơm. Em đang ôm nồi cơm. Còn bên đây là em của anh Tâm, chủ bè, và anh Tâm chủ bè đang ngồi đó cả nhà. Hiện tại giờ là mấy anh em đang chuẩn bị cơm, xong rồi xíu nữa mình dùng cơm xong á là mình vô trong rừng á mình săn đêm nữa cả nhà. Thì cũng xin giới thiệu với gia đình mình, đây là anh Tâm. Trùng tên với Tâm luôn. Anh Tâm luôn. Anh Tâm này là chủ bè cá dưới đây cả nhà. Anh có tổ chức cho những anh em mà đam mê về cái môn mà fishing câu cá cả nhà, có thể xuống đây để câu cá nước mặn á. Thì có gì liên hệ với anh hả anh? Dạ đúng rồi. Dạ. Thì nếu mà có anh em nào mà ở gần Cần Giờ hoặc là trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà có muốn câu cá vùng nước mặn á, có thể liên lạc trực tiếp với anh Tâm, thì anh Tâm sẽ chỉ đường và hướng dẫn cho anh em xuống và dùng ghe rước ra để rước anh em vô á mọi người. Thì có gì Tâm sẽ để số điện thoại liên lạc với anh Tâm ở dưới phần bình luận nha. Bằng này nó mới già già phải không anh? Bằng này già. Chua lắm á nha. Chua. Dạ. Chua khỏi nói luôn. Chua lắm luôn. Đây nó già rồi. Giờ sắt ra vậy cái bắt đầu rồi. Để nấu, cho, nấu với canh chua. À nấu cho. Thì mới bỏ vô cho nha. Này chút nữa chiên. Cái nhà này kho, này kho. Kho với lại vốn canh chua trái bằng. Hấp dẫn quá ha. em nhìn cái miếng này thôi là em thấy em ơi răng rồi đó. Làm miếng ơi, mời mọi người nha. Thử đi. Có bên này hơn miếng rồi. Bần này người ta gọi là bần thẻ. Bần thẻ ha. À, nó nhỏ. Ngon quá. Dù dù chắc chắc. Này có mắm ruốc ha. Ôi. Tết xuống đó, dùng cơm với em nè anh Tâm. Thôi uống nước mới ăn. Mới ăn. anh cơm luôn anh ơi. Dạ. Rồi mình dùng cơm đi. Giờ anh em mình dùng người chén đi rồi bắt đầu qua rừng chơi ha. Ui. Hạnh nấu nồi cơm ngon quá. Cái bộ ngon rồi nha Hạnh. Nè, sáng nhìn hơi nhậu xíu. Nay mấy anh em dùng cá út kho. Cái này là canh chua bằng với là cá út với là bà khía. cơm anh xin đây. Rồi mời cả nhà. Cá kho mời gia đình mình cùng dùng cơm với ba anh em nha. Vừa ăn anh. Ngon á. Bà khía rất là ngon luôn á. Đó. Thử miếng hả? Bà khía à? Đó. Thử bà khía. Em xuống miếng kem trái nhất. Mời mọi người dùng giới hạnh nhé. Khía tươi luôn nha. Ồ, thịt khía tươi. Rồi, chắc con gạch luôn rồi. Gạch với chắc thịt lắm. À, dữ ra. Mấy anh em dùng cơm. Mời gia đình nha. Cái chĩa đâu anh? Hạnh có lấy túi lưới cho Hạnh. Ok rồi. Dạ. Giờ là bắt đầu mấy anh em chuẩn bị vô rừng. Rồi. Chiến thôi.
kìa, nổ máy lên là đi thôi cả nhà ơi. Có gì chút nữa tụi em hú anh nha. Nào. Hồi ôi, cá liềm kìa bự nè. Nè. Chụp đó, chụp dính đó. Dính không? Không dính rồi. Để anh, để anh. Mấy con nó là chiên hả? Nó nhỏ lắm. Nó chiên nó giòn luôn á. Nè anh. Nè. Ôi. Ôi nó lẹ quá. Nó đây nè anh. Ủa nè mọi người. Dính. Ôi, anh ơi. Sản phẩm. Từ từ nha, từ từ nha, đang quấn anh. Rồi, tính lại. Có con rắn anh. Được á. Dính. Hai chú. Tầm khanh ngay cái đầu nó, tầm đè xuống cho nó đừng có cắn. Hai con rồi hả mà anh. Ôi cái bụng đó nè. Răng 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 răng. Vô. Đấy con nè. Để em nè. Làm nè. Nào. Nè. Ờ thấy rồi, thấy rồi. Đây nè cả nhà. Nè, nó dưới đây nè. Cái đầu nó đâu? Đầu nó ngay chỗ tao ngón tay em. Canh cái đầu nó. Giờ đừng con nữa. Ôi giời. Vô. Nè, con này bự nè cả nhà. Cái đầu nó nè. Ui, nó quay hàm răng lại. Ôi giời. Bắt bắt. Lê lê luôn. Cho nó vô cái đuôi nữa. Nó cứ khôn quá ha. Rồi. Ok, chụp lại nha em. Hú, thu hoạch dữ hen. Vậy là lụm nó thôi. Quá đã anh ơi. Ui, quay. Ui, quay. Phan, 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 phan. Nó đang quắn, quắn cái tay em dữ quá. Anh gỡ gỡ ra mẹ. Ê, từ từ từ. Cho nó vô. Từ từ để anh đu vô. Rồi. Rồi, rồi okay. Ok. Đó, vậy là gọn nhất à. Nào không có cắn được mình. Giờ mới có bạch tuộc đổ lên không nha anh. Kỹ mấy gốc cây bằng á. Ồ đây một con rắn nữa nè. Con điềm rắn ra mạnh thiệt. Đó. Anh ơi, dính con nữa nè. Nào, lặn xuống hả? Đó. Nó mới đây nè. Mới thấy con đây nè. Bằng đêm cái nước lớn cả nhà. Cái rắn, rắn nó ra dữ lắm. Tầm đây con nữa nè anh. Nằm nè cả nhà. Đó, bắt dễ không? Cứ em đè cái đầu nó lại em chụp nó. Quấn cái tay em dữ quá. Rồi, bỏ nó vô. Đó. Còn anh. Lụm. Lụm rồi. Lụm rồi anh. Dính rồi. Em thấy mà. Nào. Sảy hay gì hả? Tưởng sảy chứ. Bỏ chung túi rắn luôn hả? Bỏ chung túi rắn luôn hả? Bỏ chung túi rắn luôn. Ok. Ừ, dính rồi. Rắn là dữ thiệt cả nhà. Em thấy này còn nữa nè.
nắm được cái đuôi nó không thấy cái đầu nữa. Ui sợ nó cắn. Đây đây con nữa nè, đây nè anh thấy à, thấy à. Dính. Lúng dữ quá. Em ngồi dưới nước luôn hả? Rồi. Đi từ từ nha, để anh cầm cho. Đâu à? Thôi lòi hả? Ù rắn nữa kìa. Em lượm con này ra nè. Đây, một chú rắn nữa nè. Dính nè. Dính. Ừ, tối nay anh em mình lượm rắn hơi bị nhiều luôn á anh. Đọc. Nó ra rồi. Trời ơi. Nằm dài luôn hả? Thiệt chứ, ổn không em? Ổn rồi, bò vô ổn. Em ra ngoài nước sâu đi hả anh? Bỏ ra anh để giờ con cá to lắm. Phải, phải, anh bỏ cái chĩa xuống anh phụ em. Ồ, đã rồi. Thôi lòi. Đúng rồi, thôi lòi, tưởng nó bóng sao vậy. Anh em mình chắc tự xử luôn anh ạ. Em Hạnh đau, bị đau chân lắm á. Em ấy nói chung là đam mê lắm với mớ heo anh em mình nói rồi anh. Đi chậm chậm thôi nha hả anh. Rắn hả? Canh ngay đầu nó bắt em. Ờ. Được không? Ủa, con này bự anh ơi. Bự. Ồ nó quay cái đầu. Ui. Ồ nó chạy không? Đâu rồi? Đây dính giò em nè. Dính đâu? Dính. Trời nó lướt luôn rồi. Lướt dưới sình luôn rồi. Cua cái nhà ư nè. Cua. Ồ ơi. Ôi. Đá kìa, từ từ anh ơi. Được không? Anh em... ngủ không? Ôi ơi. Ôi. Ủa sao nó không có cạn? Trời ơi, cua gì không có cạn? Con cua này là con cua đã chiến đấu mà bị thua rồi. Kìa giá. Ủa cái cạn nó đụng hồi nào cả nhà. Anh ơi. Anh bắt được con cua mà nó không có cạn em ơi. Ừ nè. Nó trụng hai cái cạn luôn. Ủa nó bị gì trên lưng ấy nè. Lượm luôn hả? Lượm luôn không á. Trời ơi, cua không có càng. Trên giành mỹ nhân bị quýnh nhau mà cũng càng luôn hả? Anh thấy nó bò từ từ á anh. Rồi em lại em ịnh đó. Em sợ nó kẹp phải không? Ai về nó không có cái càng nào hết. Thời tới luôn anh ơi. Ừ, bắt cua không có càng nào hết nè. Kỳ cục. dính ơi căng dữ lắm. Ui ông mặc đâu bay rồi rụng đây nè. Nào rắn hả? Để em bỏ. Ờ thấy rồi. Để em lượm được con rắn nữa. Bữa nay anh em mình thu hoạch rắn hơn nhiều luôn anh. Ê em cua lên kìa, cua lên chụp lại. Bữa nay đã thiệt em. Hạnh em lội từ từ quá nha em. Anh bắt được con hồi lòi ha em. Quá vip luôn. Dở ra luôn. Để nó bị đỏ. Quá vip. Bãi này hơi lúng ha anh. Lội mệt. Ồ túi luôn. Vừa rắn mà vừa cá. Cua nữa. Đây có con rắn nữa nè. Dính. Ồ con này to anh ơi. Úi rồi. Trời ơi giục. Chạy. Trời ra đây luôn rồi. Mới vừa cầm lên giục. Ồ bằng ra bông nè anh.
cái bông bần này nấu canh chua ngon lắm nè anh ơi. Bần trộn gỏi cũng ngon. Đây hôm nay có trái nữa nè cả nhà. Cái bông này á, lấy về trộn gỏi ngon lắm. Nếu mà có ăn á, mình hái xong cái mình về mình bóp gỏi á. Em cầm vậy luôn đi. Được không? Cầm luôn. Em cầm vậy luôn. Ồ, cái nhà ơi, cái chẻm mà nó ăn móng ở ngoài xa đó mà tâm nghe hết hồn luôn á. Nó ăn móng mà nghe một cái ỉnh. Ớn thiệt chứ. Y như ai mà chọi gạch ống rồi đá gì xuống sông nữa anh. Con tôm nè. Con tôm, con tôm. Trời ơi, bún lẹ vậy. Sâu sâu sâu, bước sát cái trong này nè. Ừ. Con kia chui xuống hang thử. Bắt được con. Phụ nha. Nha nè. Nhà nó núp trong này, nhà bự ghê luôn, hết tay bắt rồi. Nè cái nhà. Hả? Nhà hay cua không? Cua biển. Ê, ê, ê. Nó bò lên, nó bò lên. Ê, nó bò qua này. Đây nè. Ôi, quá ngon. Nó núp đây nè. Bên trong gốc cây này lại phụ em anh ơi. Anh lại phụ em. Bẻ cái rước coi. Ừ. Ê. Dưới gốc cây cua này đi ăn không biết cua ăn đây bọc qua này em leo ngược qua này anh thấy nó cũng được á anh không có khủng mấy nhưng mà ngon lắm ôi nè 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 lú giọt ra nè nè ui nè nè nó nè đây nè anh cua biển nè trong đó hả nè nè ơi nó gần ra rồi dưới gốc cây rồi khó lấy ra quá anh ơi nè anh phụ em bắt con này ra anh rọi đèn bển anh chọt cho anh chung qua đây lại bị dướng vô rễ bằng chỗ này nè à anh thấy đó rồi thấy chưa thấy rồi em đạp rễ bằng anh chọn cái rễ ra nha ừ đó đó chọn nữa anh chọn nữa anh đó nữa 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 miếng nữa miếng nữa rồi rồi được rồi quá đã cả nhà nè anh con này đủ càng nha ủa con này như phải cua biển không cua biển giống sao nó màu tím kỳ vậy nè cả nhà phơi phơi không anh hay sao em đi em rình rình vô chứ em thấy hay lắm á đây nè kiếm tép nè lên bắt từ từ để em lên em coi em tiếp cận gần nó được không có cái hang. Cho gia đình mình thấy luôn có cái hang. Anh lấy gì anh chặn nó lại con này to hơn con nãy nó có cái hang chặn nó cái càng nó đi cả nhà chặn hang lại nhanh chặn ở ngoài ở ngoài kia kìa không được rồi rồi ok bắt anh tấn công qua tấn công qua nó nằm dưới cây này nè này, em cầm anh cầm anh rồi thấy không đó nó leo lên á nè cây gãy á đó có cái gì chọc nó lên nè lấy cây này ra kéo cây này ra anh không được bẻ cái rễ cái đước á coi chừng nó xuống nè anh cầm giùm nó còn á ô đã quá đó nó lên anh kìa cho anh chạy lên luôn đâu nó chạy đâu rồi nó mất rồi nó chạy xuống rồi không nó còn nữa đó còn không còn thấy không để em qua coi bò nó sảy uổng lắm cầm nè đây con nữa nè nó bò ra con nè không lẽ nó con kia bự hơn chứ ủa con này đâu phải con kia bự hơn
con này con gì vậy? Con cúm. Nó đâu đây nè? Có khi nào anh chắc ra không ta? Không có đường nào bắt được con này ta. Không thấy nó luôn hả anh? Uống. Nè nó đây nè. Nè. Đó anh chọt bởi nó cái giò nó đây nè. À. Anh bẻ cái rễ cái đước á. Chọt cái con chạy qua đây à. Đó, kiều quá. Kiều nó em canh kìa. Kiều nó. Ui. Ủa này con này đâu phải cua biển hả? Không rồi, con cúm. Cúm hả? Ừ, cúm. Đúng rồi, cúm. Đã. Nó có bông vô lưng này nè cả nhà. Được phải không? Phải không? Vô. Con gì leo lên à? Đó. Có cúm hả anh ơi? Ừ. Bắt được mấy con đây rồi nè. Ừ. Nó nằm ở dưới mấy gốc cây á, em rọi dưới gốc cây nha anh. Ồ, đây con rắn nữa nè cả nhà. Nè, đó. Vô anh. Ban đêm ở rừng sát này. Chạy. Chụp tay không luôn nè cả nhà. Thôi lòi bự ghê không? Quá chất lượng luôn. Đã thiệt nè. Đêm này dễ bắt lắm. Đêm đi soi dễ bắt lắm. Tốt hả anh? Đâu trong gốc cây này nè. Nè. Đêm. Nào, chụp luôn anh. Thấy chưa, hãy chụp luôn em. Nó không có cắn đâu. Chụp luôn. Cái chuẩn chui xuống hàng á. Chui xuống hàng á, có hàng không? Chui xuống hàng á, bạch tuộc là vậy á. Đây là bắt đầu rồi đó. Xem xíu rồi có món bạch tuộc nướng sạch tới ha anh. Cẩn thận em nắm mấy cây này nè. Anh xin đừng đi trước. Nghe tầm chứ anh loại sao. Ở đây sâu nha. Ừ, đây sâu rồi đó. Mọi người đi phía trong mấy cây đi. Hạnh em đi trong phía cây nha Hạnh ơi. Quay xong. Có đồ bảo hộ rồi. Có cái phao không? Có phao ở đây. Chưa thấy nó luôn, nó lặn rồi. Lặn rồi. Đây nè, anh thấy nè. Cái đuôi không thấy cái đầu đâu hết nè. Dính. Bắt được con. Đâu, con nữa hả? Ừ, thấy. Đây hai con. Rắn này bự không cả nhà. Đó, hai con. Nắm hai con chỗ luôn. Xin ơi. Chụp hai con luôn đây nè. Ừ, hai con luôn. Cho túi vô. Ê, bạch thuộc. Lẹ, bắt bạch thuộc á. Đứng im anh. Nè, bạch thuộc nè. Ô, bạch thuộc. Đó, ông bà đừng gọi đèn ngay nó, Lụm. Có món bạch thuộc rồi. Nè anh. Ô, hay quá. Vô, bỏ vô. Rồi. Ngon á. Ui, anh bắt được con bạch tuộc nữa nè. Đâu, nó đang bám. Bỏ vô túi luôn. Nó bám dữ quá. Rồi, tới giờ bạch tuộc lên nè. Ui, ui. Mình được hai con rồi ha. Hai con bạch tuộc rồi. Giờ bắt đầu nó lên á. Ui, rắn nữa nè cả nhà. Ngóc cái đậu lên. Ngóc hả? Con nữa nè. Anh ơi, cho vô luôn. Vô. Con đẻn nè. Đè đầu xuống mới bắt nó được cả nhà. Ui, mạnh. Ui. Con này bự nè. Ui, nè. Thấy không? Con này bự hơn mấy con nãy luôn. Con này con nữa nè cả nhà. Đó, mớ
mới vừa bắt con hay con nữa nè. Con này màu trắng này luôn. Xem căng. Không đợi sảy này được khủng lắm. Này bự. Ui, căng. Bò cày. Không đợi sảy được. Chờ anh hành. Chua bên này. Chua bên này. Lầy quá. Lầy anh cũng bắt được. Lầy cái nào lầy bắt được hết. Đó nè. Rồi. Dính luôn. Hai bà con. Con cầm bên tay con cái này nữa. Hai tay hai con luôn rồi cả nhà. Lại bỏ vô túi Hành ơi. Đây đi, hai tay hai con luôn rồi. Mấy anh em về tới chỗ rồi. Này đổ ra bò á, không được đâu. Ừ, đây nè em nè. Một túi rắn luôn nè cả nhà. Có mấy bạch tuộc, con lấy bạch tuộc ra. Giờ sao lấy? Thọt vô luôn, nó đâu có đấu gì đâu. Thôi. Để em lấy ra cho. Thôi. Để tâm lấy ra nha. Đó. Được, phải lấy nó ra, chứ với lợi mấy con cúm ra. Đó, bạch tuộc kìa. Lấy đũa, lấy đũa. Cúm, con cúm bông kìa. Lấy đũa, gấp bạch tuộc ra. Để nó hạ sát xuống nè. Rất là lo sắp. Để nó cua nữa. Lấy đầu đứng đó. Lấy. Bỏ vô nồi đó. Cua bắt đâu giờ. Cua đó. Con cua trời ơi nó anh tém xuống á, đẹp. Ừ, đúng. Cúm bông. Móc rắn vô. Con cúm kia nó kẹp rồi kìa. Má ơi. Thả xuống. Má ơi nó bay ra cái. Trời rắn hả? Hả? Trời đất. Ủa không lâu bữa trời má. Anh đè xuống luôn vậy nè. Đó, anh vẽ ra vậy nè, nhẹ nhẹ thôi. Hồi lòi gấp ra đó. Bỏ ra hồi lòi chết chưa? Anh chỉ nó nè, đây còn nè. Anh đè xuống luôn, anh đừng có giỡn vậy, anh đè xuống lật vậy nè. Đó, đè xuống luôn á. Chứ không nó mấy nó ngóc đầu lên. Đè xuống luôn. Sống rồi dạch nhẹ nhẹ ra đây nè con nữa nè con này con sống rồi nào. Ừ con đó còn sống đó nè bà tuột nắm anh cúm anh cúm anh kẹp cúm lên đó đó ôi nó kẹp luôn rồi à. Gì rắn nè nè bắt rắn có cái nào cắn không không dạ gì ô. Không sao đi vô đi vô kẹp ngắt luôn. Gỡ càng ra cái đuôi anh sợ rắn phải cái thấy cái đầu nó sợ chứ. Hạnh, dính lên Hạnh. Nè gỡ mình nó ra nè Hạnh. Nó bị con cua kẹp rồi nó giữ lắm. Gì vậy? Hồi nãy bị ai đó. Ai dám bắt rắn. Rắn bình thường. Đâu rồi? Người ta. Đâu nó đâu rồi? Để thở lên nè. Rồi kéo miếng. Rồi kéo miếng không rồi. Chưa? Rồi. Dỡ lên bỏ vô lại. Đêm nay về ngon ha. Ừ. Túi rắn luôn. Dỡ lên anh bỏ rắn vô Hạnh. Cá nhiều vậy? Ừ. Rồi. Còn bạch tuộc trống nữa đó. Còn bạch tuộc. Em đè nó nè, mấy con bên này nữa nè Hạnh ơi. Rồi săn à. Em xuống. Đó, ừ. Ồ, hai hù quạch ngon ha. Mấy con cúm luôn được, con cúm bông. Nãy nhìn tưởng con cua á anh. Hãy về nó là con cúm nè. Cúm cả nhà, cúm bông nè. Ui ui. Cúm bông nè, đã ghê. Đành banh luôn ha anh. To và đẹp. Mấy con lại nè, giờ nó cúm lại rồi nè. Đó. Nè mai luộc ăn liền. Không, em để xuống luôn á. Đây một chú cua nè. Cua nãy anh bắt sao mà tự nhiên nó không có càng luôn Hạnh. Cứng à, cứng nhắc luôn á. Cứng nhắc luôn á. Cứng nhắc hả? Cua nhắc luôn á. Nó không có càng luôn tí. Không có hại càng. Bắt mà sợ nó kẹp nữa chứ. Vô.
còn nữa đó anh, bạch tuộc. Bạch tuộc đâu rồi đó? Đủ hai bạch tuộc trong này chưa anh? Chưa, có con à? Còn con nữa. Đó, nó này nè. Ui, em cua này bọt ra. Em Hạnh đang bắt bạch tuộc ra. Ôi, ui. Cái này mà nướng ha anh. Đã. Nhúng giấm. Nhúng giấm. Con cá lươn kìm nữa kìa. Ừ, con cá lươn kìm nè. Còn con cúm bự phải không? Trời ơi. Đó, nè nó cúm lời nè anh. À, nè, giờ đụng nó đâu nè, nó đụng nó đâu cắn đâu nè cả nhà. Đó, nó giờ là nó cúm lời nè. Kẹp cá chờ gầm. Nhưng mà khi mà thả xuống nước cái là nó bung ra. Ừ, cúm bông không? Được hai con cúm. Nè. Đỡ vốn rồi. Hai con cúm bông. Còn đang kẹp con cá. Chưa cúm lại con này chưa cúm rồi. Con cắn là bự mà. Con này chưa cúm, con này đụng rồi đụng nữa là dứt á. Còn con này cứ, con này là nha. Con này là giờ đụng hết dứt rồi nè. Nè. Ngon. Quá đã. Quá đã luôn cả nhà. Một đêm nói chung trải nghiệm săn bắt á, thì thật sự là hôm nay mấy anh em trúng bánh nè, túi rắn luôn nè. Giờ bắt đầu là mình mấy ba anh em ai cũng ướt nhẹp hết rồi. Giờ tranh thủ rộng lại cái phần này rồi ba anh em tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Thì nói chung là rất là vui luôn. Tâm xin được kết thúc video tại đây nha. Cuối clip Tâm gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến gia đình mình đã luôn đồng hành và theo dõi video Tâm. Chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Chào cả nhà.